Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 7 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái bài số 8 và bài số 9. Hai bài khá là hay ha, thầy nghĩ như thế. Trong clip hôm nay thì thầy sẽ quay tiếp cho em bài số 10 và bài số 11. Là các em nhớ là chúng ta phải làm trước, chứ đừng có xem clip của thầy trước nha. Làm trước ấy. Khi nào mà bí hoặc là không hiểu á, hoặc là còn cách trình bày các kiểu thì chúng ta mở clip của thầy lên em xem nha. Phải làm trước, đừng có lạm dụng mà xem trước rồi không chịu tư duy suy nghĩ thì khi đó không hiệu quả nha. Đường kính của sao Kim, thầy tóm tắt đề bài trước nha. Đường kính của sao Kim nghĩa là D, đường kính thường ký hiệu chữ D, còn bán kính là chữ ký hiệu bằng chữ R. Được chưa nào? Đường kính sao Kim nè, đây là sao Kim nè, sẽ bằng là 6/25 là đường kính của sao Thiên Vương. Được chưa? Đường kính của sao Thiên Vương lại bằng là gì đây? Đường kính của sao Thiên Vương lại bằng 5/14 đường kính của sao Mộc. Thấy chưa nào? Như vậy đây người ta yêu cầu tính gì đây? Đường kính của sao Kim bằng bao nhiêu phần đường kính của sao Mộc? Như vậy thì ở đây em thấy là nếu như mà A bằng x lần B mà B bằng y lần C thì A sẽ bằng là x nhân y lần C. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng đấy là thầy đang nói công thức tổng quát của dạng này. Như vậy đường kính của sao Kim thì bằng tầng này của sao Thiên Vương, mà sao Thiên Vương lại bằng tầng này của sao Mộc, thì chứng tỏ chúng ta sẽ lấy thằng này nhân với thằng này. Đúng chưa? Là đây là câu A. Chúng ta giải luôn. Bài này dễ không khó. Thầy nói bài nào khó thì nó sẽ khó, thầy giảng kỹ, nhưng bài này rất dễ. Câu A ta ghi là đường kính của sao Kim. Ở đây người ta hỏi cái gì thì người ta trả lời cái đấy thôi. Ta ghi là đường kính của sao Kim này. Đúng nè. Bằng, ở đây người ta yêu cầu là bằng bao nhiêu phần thì chúng ta ghi là bằng số phần. Bằng số phần đường kính sao mấy? Sao gì? Sao Mộc. Là ta sẽ lấy 6/25 nhân cho gì các em? 5/14. Thì ở đây á, chúng ta thì nhân vuông lấy 6 x 5 = 30, lấy 25 x 14 ra kết quả ở đây, sau đó chúng ta thu gọn. Nhưng ở đây hôm trước thầy đã chỉ em cách thu gọn rồi đúng không? Số 5 này với 25 là anh này bằng 1, anh này còn 5. Số 6 với 14 ở đây chúng ta chia 2, ở đây chia 2. 2 thì đây 3, 3 nhân 1. 3 nhân 1 thì bằng 3. Cái chỗ này hồi nãy là 2 đúng không? Chỗ này là mấy? Các em. Cái chỗ này là 7 chứ. Nãy chia 2 đây là 3. 14 chia 2 bằng 7, chứng tỏ chỗ này là 7, chỗ này là 5, 7 x 5 bằng 35. Được chưa nào? Chúng ta kết luận ở đây này là vậy. Đường kính của sao Kim bằng là 3/35 đường kính của sao Mộc. Nhớ đối với phân số là người ta phải rút gọn cho tới tối giản em nha. Còn bạn nào không biết thì em có thể ra được là 6 x 5 = 30 là ở tử. Sao là ở tử là 30. Ở mẫu là người ta lấy 25 x 14 là 350. Vậy thôi. Nha. Là 30. 30/350 người ta chia 10. Tử chia 10, mẫu chia 10 á thì vẫn ra được là 3/35. Câu B. Bài này có hai câu em. Gì đây? Biết rằng đường kính của sao Mộc khoảng là 140.000 km, tính đường kính của sao Kim. Như vậy thì ở đây chúng ta đã có số liệu này rồi. Như vậy thì cái đường kính của sao Kim thì chúng ta sẽ lấy là gì em? Chúng ta sẽ lấy là cái số liệu này này, 140.000 km này chúng ta nhân cho 3/35 là ra ha. Ta ghi này là cái đường kính của sao Kim là ta lấy 140.000 nhân cho 3/35 sẽ bằng. Cái này thầy mạo phép bấm máy tính nha. Nó ra được là 12.000 nha. Km. Ta kết luận là vậy.
Đường kính sao kim là 12.000 km. Được chưa? Rồi, xong ở bài số 10. Được chưa nào? Chúng ta sẽ đi sang ở bài 11 em, bài cuối cùng ha. Muốn ghi chép thì bấm dừng màn hình hoặc là chụp màn hình lại nha. Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 7. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi sang ở cái bài số 11 nha. Bài 11. Đang bị nhầm hay đang bị ngáo hay sao? Thấy gì đẹp? Cái này em. Cái gì đẹp thế? Đây chính là khinh khí cầu hả? Khinh khí cầu. Rồi bây giờ thầy tiến hành đọc đề rồi giảng em hiểu nha. Trong tầng đối lưu, nhiệt độ giảm dần theo độ cao. Nghĩa là cứ bay càng lên cao á thì nhiệt độ nó, ví dụ như cái khinh khí cầu này ở tại mặt đất á, thì ví dụ cho nó là 28 độ đi, phải không? Nó càng lên cao á thì nhiệt độ nó càng giảm, hiểu không? Nó có thể giảm xuống là 20 hay 18 hay 16 độ đó, càng lên cao thì giảm ha. Đây này, cái này này, cứ lên cao 100 m, 100 m thì nhiệt độ không khí giảm khoảng là 6, cứ 100 m thì giảm tương ứng ở đây là 0,6 độ C, cứ như vậy mà giảm lên, có đúng không? Đấy. Câu A, tính nhiệt độ không khí bên ngoài một không khí cầu đang bay ở nhiệt độ cao là 2,8 km, biết rằng nhiệt độ trên mặt đất lúc đó là 28 độ C. Nghĩa là gì? Mặt đất đây, nhìn này, người ta hình dung ở đây này, mặt đất ở đây là 28 độ C đúng không? Đúng chưa? Bây giờ khinh khí cầu cho anh bay lên cao ở tới đây này, cái này là khinh khí cầu đây, tại vì nó hơi xấu xíu hơn, thì cái đoạn này là 2,8 km. Mà bây giờ cứ 100 m thì giảm là 0,6 độ C. Bây giờ km chúng ta phải đổi ra mét. Nhưng mà cái này chúng ta đổi ra là trở thành 2.800 m đúng không? Cứ tương ứng là 100 m thì giảm là 0,6 độ C. Như vậy thì 2.800 m thì giảm bao nhiêu? Ta hiểu không? Thì giảm bao nhiêu thì chúng ta phải tính sao nè. Ta sẽ lấy cái thằng này nhân, nghĩa là ở đây ta sẽ lấy 2.800 nhân cho 0,6 và chia cho ở đây cho 100 thì ra được nó giảm bao nhiêu, tính luôn để em thấy nha. 2.800 nhân 0,6 bằng chia cho 100, đây nó giảm là 16,8 độ C. 16,8 độ C, như vậy ở đây nó tương ứng giảm là 16,8 độ C này. Như vậy mặt đất của chúng ta là băng là 28 độ C, chứng tỏ bây giờ chúng ta lấy thằng này trừ cho 16,8 độ C là nè, hiểu không? Hiểu chưa? Giờ giải quyết câu A cái đã, cứ làm tới đâu hay tới đó được không nè? Ta giải này dễ không? Em thầy giảng này em có hiểu nè. Cứ 100 m thì giảm 0,6, như vậy 2.800 m thì nó giảm bao nhiêu? Thì em nhân chéo này, nhân chéo chia ngang, nhân này và chia cho này, được chưa? Nhưng mà thì ở đây chúng ta câu A, bước đầu tiên chúng ta sẽ đổi đơn vị ra, đổi 2,8 km nó sẽ bằng là 2.800 m. Như vậy thì ở đây chúng ta có là gì? Ở cái độ cao, ở độ cao 2,8 km thì nhiệt độ không khí giảm so với mặt đất là, thì các em lấy 2.800 chúng ta nhân cho 0,6 và chia cho 100 thì ra đây được 16,8 độ C so với mặt đất á. Thôi nè, như vậy thì em ghi thì nhiệt độ không khí bên ngoài một khinh khí cầu đang bay ở cái độ cao
2,8 km là thì ở đây thầy đã nói rồi, mặt đất ở đây là 28 độ C mà nó đạt tới độ cao trên đây là 16,8 thì chúng ta sẽ lấy 28 độ C ta trừ cho 16,8 độ C thì bằng ở đây là bao nhiêu nhỉ? 11,2 đúng không? 11,2 độ C. Câu B. Câu A như vậy được chưa? Câu B nhé. Ở đây tiếp tục tóm tắt ở ngay chỗ đây cho em hiểu nha. Nhiệt độ bên ngoài một khinh khí cầu đang bay ở độ cao là 22/5 km. Thì 22/5 thì chúng ta đổi ra số thập phân đi. Ta chia ra. Bây giờ mày tính nha. Tụt 4,4. Độ cao đây là 4,4 km này. Thì đổi ra đây là 4.400 m đúng không? Nhìn ở đây. Thì nó bằng là âm 8,5 độ C. Hỏi nhiệt độ trên mặt đất. Trên mặt đất tại vùng trời không khí đang bay lúc này là bao nhiêu? Như vậy thì từ cái này á, chúng ta cũng nhân cho bao nhiêu? Nhân 0,6 và chia cho 100 để ra được cái số liệu ở đây bao nhiêu độ C thế này. Khi đó chúng ta tính cái nhiệt độ trên mặt đất tại vùng khinh khí cầu bằng cách là gì? Lấy số liệu này. Lấy số liệu này, chúng ta sẽ sao em cộng cho -8,5 độ C là ra được chưa nào? Chúng ta sẽ đổi 22/5 thì đây sẽ bằng 4,4 km, thì ở đây sẽ bằng là 4.400 m. Như vậy thì khi đó chúng ta tính được nhiệt độ không khí đã giảm các em ha, khi ở độ cao 22/5 km so với trên mặt đất. Là như vậy các em sẽ lấy 4.400 nhân cho 0,6 chia cho 100 nha. Cho tuột miết nha. Thầy cứ cầm cái máy tính nó tuột em. Như vậy khi đó là nhiệt độ trên mặt đất tại cái vùng trời khinh khí cầu đang bay là như vậy, các em lấy -8,5 các em cộng cho 26,4, lấy này trừ này thì đây là bao nhiêu nhỉ? Rồi. 11 câu A. Câu B. Ok. Xong em ha. Trong clip sau chúng ta sẽ đi sang bài số 3 em nha. Rồi. Các bạn em.